Khánh mà ông Lê Huy Toàn, 56 tuổi, Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang, cùng 4 người khác bị cáo buộc lập hồ sơ giả nhận đất tái định cư, ngày 27 tháng 2. Ông Lê Huy Toàn, Võ Mỹ 58 tuổi, chuyên viên phòng đô thị Nha Trang, và Lương Văn Giáp 35 tuổi, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch Nha Trang, bị Tòa án Nhân dân Khánh Hòa xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang tại tòa, sáng 27 tháng 2, ảnh Xuân Ngọc. Bà Vũ Thị Mai Hương 51 tuổi, cựu chủ tịch phường Phước Long, và Nguyễn Đức Cường 41 tuổi, cựu cán bộ địa chính phường Phước Long, bị xét xử về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Toàn mặc áo sơ mi, quần tây chạy xe máy đến tòa khá sớm. Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang vào phòng xử án, điềm tĩnh trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử. Theo cáo trạng, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đầu tư xây dựng và địa chất UPGC thực hiện dự án khu đô thị Hoàng Long, rộng hơn 25 hectare tại phường Phước Long. Ông Toàn khi được phân công làm chủ tịch hội đồng hỗ trợ tái định cư, đã cùng các đồng phạm cố ý lập, làm giả gần 50 hồ sơ để được hưởng bồi thường, hỗ trợ đất tái định cư gây thất thoát khoảng 300 triệu đồng. Hương và Cường bị cáo buộc đã không thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, kiểm kê hiện trạng khối lượng giải tỏa, đền bù cũng như loại đất thu hồi thực tế. Việc họp xét duyệt nguồn gốc đất, hai bị cáo chỉ căn cứ trên giấy tờ, tài liệu chủ đầu tư cung cấp mà không đối chứng thông tin cho Ủy ban Nhân dân phường quản lý. Tương tự, Võ Mỹ và Lương Như Giác, hai chuyên viên phòng đô thị và tài chính kế hoạch, đã không kiểm kê hiện trạng nhà đất thực tế của các hộ dân tại dự án, song cả hai vẫn ký xác nhận vào tất cả biên bản, gây sai lệch hồ sơ. Ông Lê Huy Toàn, chữa và các bị cáo khác trong vụ án tại tòa, ảnh Xuân Ngọc. Cuối năm 2018, ông Toàn và các đồng phạm bị khởi tố, được cho tại ngoại. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Liên quan đến vụ án, hai nhân viên của chủ đầu tư là Đỗ Thế Vinh và Nguyễn Ngọc Khánh, thành viên trong tổ công tác hội đồng bồi thường, cũng bị truy tố về tội giả mạo trong công tác, được tách ra xét xử riêng. Theo Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang, ông Lê Huy Toàn bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành phố. Do tòa chưa tuyên án nên ông Toàn vẫn giữ chức Phó Chủ tịch thành phố Nha Trang, song không được phân công công tác. Xuân Ngọc Lết, Lớp Ác, Oai.